Vừa qua, danh sách 40 thương hiệu công ty có giá trị nhất Việt Nam được công bố bởi Forbes Việt Nam. Vinamilk đứng đầu trong danh sách này, có giá trị hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 30% trên tổng giá trị 5,4 tỷ đô la Mỹ của 40 thương hiệu. Trong danh sách 40 công ty có giá trị lớn nhất Việt Nam lần này thì nhóm doanh nghiệp hàng tiêu dùng chiếm số lượng áp đảo, xếp sau là nhóm tài chính ngân hàng và cuối cùng là công nghệ viễn thông. Mặc dù hầu hết doanh nghiệp nổi bật trên thị trường hiện nay đều góp mặt trong danh sách, những doanh nghiệp có mặt trong danh sách không phải toàn bộ là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước lớn tại Việt Nam, mà đánh giá chỉ dựa trên những doanh nghiệp có số liệu tài chính minh bạch. Phương pháp đánh giá của Forbes dựa trên tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo.